chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên Đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý, lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân Bình Ngân Sách để tìm hạnh phúc trên Đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là Ngân hàng Thế giới World Bank chọn cựu giám đốc điều hành Mastercard làm chủ tịch. Ngân hàng Thế giới World Bank đã chọn ứng cử viên của Hoa Kỳ, cựu giám đốc điều hành Mastercard là ông Ajay Banga làm chủ tịch. Ông Banga thay thế Chủ tịch Ngân hàng Thế giới hiện tại và cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ David Malpass, người đã được lựa chọn bởi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Banga được đề cử bởi Tổng thống Hoa Kỳ Biden, người đã nói về ông Banga khi đề cử như sau. Ajay được trang bị đặc biệt để lãnh đạo Ngân hàng Thế giới vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử. Ông đã dành hơn 3 thập niên để xây dựng và quản lý các công ty toàn cầu, đạt thành công, tạo ra việc làm và mang lại đầu tư cho các nền kinh tế đang phát triển, đồng thời hướng dẫn các tổ chức vượt qua những giai đoạn thay đổi cơ bản. Ông Banga, 63 tuổi, là người Mỹ gốc Ấn Độ, gần đây nhất giữ chức Phó Chủ tịch tại General Atlantic và là Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc tế từ năm 2020 đến năm 2022. Ông Banga được chọn sau cuộc bỏ phiếu của 24 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó Nga bỏ phiếu trắng. Tổng thống Biden đã chúc mừng ông Banga về sự chấp thuận vang dội của ông để điều hành Ngân hàng Thế giới, mà Tổng thống mô tả là một trong những tổ chức quan trọng nhất của nhân loại để giảm nghèo và mở rộng thịnh vượng trên toàn cầu. Ngày làm việc cuối cùng của ông Malpass tại World Bank sẽ là 1 tháng 6 và nhiệm kỳ kéo dài 5 năm của ông Ajay Banga sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 6. Kế đến là bản tin về Tổng thống Ukraine đến Phần Lan họp với các lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu. Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công du Phần Lan. Thông báo từ văn phòng Tổng thống Phần Lan nêu rõ ông Zelensky đến Helsinki để tham dự cuộc họp của các lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu diễn ra cùng ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinistö, Tổng thống Zelensky cảm ơn chính quyền Helsinki đã hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời cho biết hai bên đã đồng ý đẩy nhanh việc bàn giao vật phẩm hỗ trợ. Ông Zelensky cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng năm 2023 sẽ là năm quyết định đối với Ukraine, đối với cục diện cuộc xung đột tại nước này cũng như đối với châu Âu. Tổng thống Zelensky cũng đã chúc mừng việc Phần Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức khối NATO trong tháng 4. Ông cho rằng Ukraine cần những sự bảo đảm an ninh tương tự từ khối NATO. Trong ngày 3 tháng 5, ông Zelensky đã họp song phương với Thủ tướng Thụy Điển là Ulf Kristiansson, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Iceland là Katrin Jakobsdottir trong nỗ lực thúc đẩy sự ủng hộ để Ukraine được gia nhập khối NATO. Quốc vương Charles III tái sử dụng trang phục lịch sử trong lễ đăng quang. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đăng quang của vua Charles III của Vương quốc Anh. Cung điện Buckingham đang lập kế hoạch cho ngày trọng đại này. Nhà vua đã quyết định sẽ mặc những bộ trang phục lịch sử đã được các vị vua tiền nhiệm mặc trong các lễ đăng quang trước đây vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023. Lễ phục đã được mặc từ thời xa xưa, năm 1821, trong lễ đăng quang của vua George IV. Vua Charles III sẽ được Tổng giám mục Canterbury trao vương miện khi ngồi trên chiếc ghế đăng quang tại tu viện Westminster ở London. Trong một tuyên bố, Cung điện Buckingham cho biết việc tái sử dụng các trang phục lịch sử đang được thực hiện vì lý do môi trường bền vững và tiêu dùng hiệu quả. Nước Ý bắt băng nhóm mafia lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 130 người đã bị bắt ở nhiều quốc gia châu Âu trong vụ bắt giữ mà nhà chức trách gọi là vụ tấn công có phối hợp lớn nhất từ trước đến nay, chống lại tội phạm có tổ chức của Ý. Các vụ bắt giữ là một phần của hoạt động Eureka và gắn liền với tổ chức tội phạm ngày càng mạnh mẽ có trụ sở tại Calabria và đặt được phạm vi toàn cầu. 108 lệnh bắt giữ đã được ban hành ở nước Ý, phần còn lại diễn ra tại Bỉ, Đức, Pháp, Slovenia, Tây Ban Nha và Romania. Các vụ bắt giữ cũng được thực hiện tại Brazil và Panama với sự tham gia của hơn 2.770 nhân viên công lực. Chiến dịch quy mô lớn kéo dài gần 2 năm, điều tra và phanh phui một mạng lưới buôn lậu ma túy quốc tế từ Nam Mỹ đến châu Âu và Úc. Một số hải cảng châu Âu cũng tham gia vào hoạt động này, theo các quan chức cho biết trong một cuộc họp báo. Số còn lại thuộc các mạng lưới buôn lậu ma túy rộng lớn. Các cáo buộc bao gồm buôn lậu ma túy, hỗ trợ và tiếp tay cho những kẻ đào tẩu. Hàng triệu euro tiền mặt về ma túy, vũ khí cũng đã bị tịch thu trong các cuộc truy quét kể trên. Người di tản từ Sudan tiếp tục đến Jeddah, Ả Rập Saudi. Tại Sudan, một tia hy vọng khả dĩ được nhìn thấy về việc tạm ngừng giao tranh sau hơn 2 tuần đụng độ chết người. Trong khi đó, những người di tản tiếp tục đến Ả Rập Saudi, trong đó có thêm 91 người Mỹ. Khi tin tức về lệnh ngừng bắn mới nhất được chuyển đến Jeddah, Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết chiếc tàu thứ 15 do Ả Rập Saudi điều hành vừa đến đây cùng với 206 người, trong đó có 91 người Mỹ. Cho đến nay, số lượng người di tản nhiều quốc tịch đã đi phà từ Port Sudan đến Jeddah và hiện là 102. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó là người Ả Rập Saudi. Nhiều người trong số này đến từ các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Sudan, Kenya, Burkina Faso và nhiều nơi khác. Lệnh ngưng bắn thực sự khó duy trì, nên nhu cầu rời khỏi Sudan của rất nhiều người muốn vượt qua Hồng Hải để đến Ả Rập Saudi an toàn đang gia tăng cao, cho dù họ chưa biết sẽ phải đi đâu tiếp theo sau khi đến được Ả Rập. Lệnh ngừng bắn vẫn có một số lựa chọn để hai vị tướng tham chiến ở Sudan rút lui. Họ nói rằng họ đã đồng ý tạm ngưng bắn trên nguyên tắc. Đó là theo tuyên bố của Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan. Ông được cơ quan khu vực, cơ quan liên chính phủ về phát triển chỉ định để dẫn đầu quá trình đàm phán này với hai vị tướng. Những người khác là Tổng thống Ruto của Kenya và Tổng thống Welle của Djibouti. Chính phủ Úc chuẩn bị cấm hút thuốc lá điện tử giải trí. Nước Úc đang đàn áp mạnh mẽ thuốc lá điện tử. Chính phủ đang cấm vaping giải trí trong một hành động cải cách thuốc lá lớn nhất trong hơn một thập niên. Theo quy định mới, thuốc lá điện tử không được mua theo toa để trị bệnh, sẽ bị cấm nhập cảng. Tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử giờ đây được yêu cầu phải có bao bì giống như là dược phẩm. Chúng sẽ chỉ được quảng bá như một cách để giúp những người hút thuốc bỏ thuốc lá, vì đó là mục đích ban đầu của chúng. Ngoài ra, các gói có hương vị đặc biệt hiện nay sẽ bị hạn chế và các loại thuốc lá điện tử dùng một lần sẽ bị cấm. Chính quyền Úc hy vọng hành động này có thể ngăn cản thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử vì thứ này có thể gây nghiện. Một người đàn ông tại Ontario, Canada bị bắt vì bán thuốc độc trực tuyến. Cảnh sát Canada cho biết một người đàn ông đã bán thuốc độc trực tuyến. Tên ông ta là Kenneth Law và chất mà ông ta bị buộc tội bán cho trực tuyến là sodium nitrite. Sodium nitrite còn được gọi là muối diêm, là chất bảo quản phổ biến, thường được dùng trong thực phẩm chế biến sẵn như là xúc xích, jam bông, thịt sông khói, vân vân, để giữ màu đỏ tự nhiên cho thịt, ức chế vi khuẩn sinh sôi phát triển, từ đó giúp cho thịt chậm bị thiêu và lâu mất mùi vị. Tuy nhiên, sodium nitrite cũng có thể gây bệnh ung thư, bệnh tim và tiểu đường loại 2 nếu dùng nhiều và lâu ngày. Hóa chất này cũng gây chết người nếu như tiêu thụ với liều lượng lớn. Các nhà điều tra nói rằng ông Lò đã bán hóa chất sodium nitrite cho những người có nguy cơ tự làm hại bản thân và 2 người trong số đó ở gần thành phố Toronto đã chết. Ông ta đang bị buộc tội cố vấn hoặc là hỗ trợ tự tử. Lò bị cáo buộc đã gửi các gói hàng có chứa chất sodium nitrite tới hơn 40 quốc gia và có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự bổ sung. Meta đóng các tài khoản tại Trung Quốc giả mạo là các tổ chức ở Hoa Kỳ và châu Âu. Công ty mẹ của Facebook là Meta Platform đã công bố rằng họ đã gỡ bỏ một mạng lưới gồm hơn 100 trang có trụ sở tại Trung Quốc, giả mạo là các tổ chức ở Hoa Kỳ và châu Âu và thúc đẩy các quan điểm ủng hộ chính quyền Bắc Kinh. Meta cho biết các trang Facebook và Instagram bao gồm một tổ chức tin tức và được coi là một tổ chức cố vấn, có khả năng đã sử dụng những hình ảnh giả, deepfake, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI nhằm làm cho các trang giả mạo này có vẻ hợp pháp. Mạng lưới hồ sơ giả có hơn 15.000 người theo dõi trên nền tảng Meta, dường như có một số nguồn tài trợ. Trong một trường hợp, những người đứng sau các tài khoản đã kêu gọi biểu tình ở Budapest chống lại ông George Soros là tỷ phú làm từ thiện và thường xuyên là mục tiêu của các nhóm cánh hữu, đồng thời đăng trên Twitter đề nghị trả tiền cho những người tham dự biểu tình. Các tài khoản cũng đề nghị trả tiền cho các nhà văn tự do đóng góp cho ít nhất là một trong các trang web của họ. Các trang tràn ngập những bài bình luận thân Trung Quốc, bao gồm cảnh báo tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Meta cho biết trong bản báo cáo của mình rằng các trang này chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại châu Phi và tuyên truyền về điều kiện sống thoải mái cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Vấn đề trần nợ công của Hoa Kỳ có thể không còn bị mắc kẹt trong Hạ viện Quốc hội, nơi đã thông qua một dự luật nâng trần nợ công nhưng kèm theo việc cắt giảm chi tiêu. 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã được mời thảo luận về vấn đề này vào tuần tới tại Tòa Bạch Ốc. thời hạn chót để giải quyết vấn đề trần nợ của Hoa Kỳ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng Hòa ở South Dakota đã nói áp lực đang gia tăng và cần phải giải quyết. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Hai nói với các nhà lập pháp rằng quốc gia Hoa Kỳ có thể vỡ nợ ngay sau ngày 1 tháng 6 năm nay nếu như không có thỏa thuận nâng mức trần nợ công. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng việc nâng mức trần nợ công không thể kèm theo điều kiện nào. Ông xác định chúng ta thanh toán các hóa đơn của mình và chúng ta nên làm như vậy mà không bắt giữ con tin một cách liều lĩnh như hành động của một số đảng viên Cộng hòa MAGA trong Quốc hội. Lãnh đạo khối đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện, dân biểu Hakeem Jeffries và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã được mời đến Tòa Bạch Ốc vào ngày 9 tháng 5 để thảo luận về cuộc khủng hoảng và họ đã nhận lời. Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất thêm 0,25% để chống lạm phát. Quỹ dự trữ liên bang đã tăng lãi suất 0,25% ngày thứ Tư 3 tháng 5. Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 kể từ khi Ngân hàng Trung ương bắt đầu cuộc chiến chống lạm phát vào tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Jerome Powell đã giải thích, nếu không có sự ổn định về giá cả, nền kinh tế sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Thông báo được đưa ra chỉ 2 ngày sau sự sụp đổ của ngân hàng First Republic, là ngân hàng lớn thứ nhì thất bại trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại từ một số kinh tế gia rằng Quỹ dự trữ liên bang đang hành động quá mạnh tay trong nỗ lực chống lạm phát liên tục của họ. Cựu Chủ tịch FDIC Sheila Bair đã giải thích, bạn không thể đảo ngược lạm phát trong một sớm một chiều và tốt hơn hết là giữ một lịch trình, gồm các biện pháp ổn định hơn là tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của Quỹ dự trữ liên bang với mục tiêu là 2%. Việc tăng lãi suất cho phép họ cố tình làm chậm lại các bộ phận của nền kinh tế bằng cách khiến các khoản tiền vay trở nên đắt đỏ hơn đối với các ngân hàng và rồi chi phí tăng lên đó được chuyển cho người tiêu dùng. Khủng hoảng tín dụng có vẻ đang tiếp diễn, thêm một ngân hàng lâm nguy. Căng thẳng đối với các ngân hàng Mỹ tiếp tục diễn ra. Park West là ngân hàng khu vực mới nhất gặp nguy hiểm sau sự sụp đổ của 3 ngân hàng cho vay khác của Hoa Kỳ. Cổ phiếu của ngân hàng Park West giảm 50% sau khi hãng tin Bloomberg báo cáo rằng ngân hàng có trụ sở tại California này đang xem xét việc bán lại cho chủ mới. Ông Greg McBride là giám đốc phân tích tài chính thuộc Bank Red đã giải thích có 4.000 ngân hàng trong nước Mỹ. Lãi suất đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm và với nền kinh tế đang phát triển, thế nào cũng sẽ có ngân hàng phá sản. Trong một tuyên bố, Park West ghi nhận ngân hàng không gặp phải tình trạng dòng tiền gửi bị rút bất thường sau khi bán ngân hàng First Republic. Chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Jerome Powell vẫn tin tưởng vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ khi ông tuyên bố tăng lãi suất thêm 0,25% vào thứ Tư. Ông Powell nói các điều kiện trong lĩnh vực đó đã được cải thiện trên bình diện rộng kể từ đầu tháng 3 và hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ hoạt động tốt và linh hoạt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy khỏi các ngân hàng khu vực tầm trung. Đầu tuần này, một cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn sau một tuần lễ đàm phán căng thẳng. Ngân hàng JP Morgan Chase đã trúng thầu để mua hầu hết tài sản của ngân hàng sụp đổ First Republic. Các cơ quan quản lý liên bang đã nắm quyền kiểm soát tài sản trị giá gần 230 tỷ Mỹ Kim của First Republic Bank trước khi JP Morgan Chase trúng thầu. Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ và là ngân hàng thứ 3 của Mỹ phá sản kể từ tháng 3 năm nay. Cơ hội việc làm tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm. Theo Cục Thống kê Lao động, tổng số việc làm cần người tại Mỹ là 9,5 triệu trong tháng 3 vừa qua. Đó là mức giảm từ gần 10 triệu được báo cáo vào tháng 2. Con số này cũng thấp hơn ước tính của các kinh tế gia. Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm này phản ánh thị trường lao động đang ổn định trở lại, cân bằng sau chiến dịch kéo dài cả năm của Quỹ dự trữ liên bang nhằm hạ nhiệt lạm phát. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn mạnh, với khảo sát cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng hay là báo cáo JOLTS từ Bộ Lao động hôm thứ Ba cho thấy có 1,6 vị trí tuyển dụng cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 3. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021 và so với mức 1,7 việc làm dành cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 2. Cơ hội việc làm là thước đo nhu cầu lao động đã giảm 384.000 xuống còn 9,59 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 3 là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Các kinh tế gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters đã dự báo vào khoảng 9,75 triệu cơ hội việc làm. Sự sụt giảm trong tháng 3 tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ, là những doanh nghiệp có từ 1 đến 49 nhân viên và cũng là động lực chính cho sự tăng trưởng phi thường của thị trường lao động. Thượng viện bỏ phiếu áp đặt lại thuế quan đối với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu khôi phục thuế quan đối với các tấm pin mặt trời được sản xuất ở Đông Nam Á với các bộ phận của Trung Quốc. Tổng thống Biden đã tạm thời dỡ bỏ thuế quan để khuyến khích sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhưng những nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa cáo buộc Tổng thống đã nhu nhược đối với Trung Quốc để thúc đẩy một chương trình nghị sự về thỏa thuận xanh mới. Đáng chú ý hơn, 9 đảng viên Dân Chủ đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp được Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn. Tỷ lệ biểu quyết là 56 phiếu ủng hộ và 41 phiếu chống. Túp số này không đủ đối với đa số 2/3 cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết nếu có của Tổng thống Biden. Dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện. Bộ Nội an dỡ bỏ yêu cầu chích ngừa Covid cho du khách không phải là người Mỹ. Một trong những hạn chế đi lại liên quan đến Covid cuối cùng còn lại ở Hoa Kỳ sắp kết thúc. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, những du khách không phải người Mỹ nhập cảnh vào quốc gia này sẽ không còn phải chích ngừa đầy đủ chống Covid-19 nữa. Quyết định được đưa ra khi Hoa Kỳ và thế giới tiếp tục vượt qua đại dịch. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 5 và Trung tâm CDC sẽ ngừng báo cáo các cấp độ cộng đồng có nguy cơ về Covid-19 được mã hóa bằng màu như là một cách để theo dõi sự lây nhiễm của bệnh này. FDA phê duyệt thuốc chích ngừa RSV đầu tiên trong 60 năm. Vào thứ Tư ngày 3 tháng 5, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tức FDA đã phê duyệt thuốc chích ngừa đầu tiên trên thế giới để bảo vệ chống lại siêu vi khuẩn hợp bào hô hấp hay còn gọi là RSV. Quyết định này đánh dấu một cột mốc được dược phẩm đã kéo dài 6 thập niên trong quá trình sản xuất. Thuốc Arexvy do dược phẩm GSK sản xuất và được thiết kế để tiêm một lần cho người lớn từ 60 tuổi trở lên. Bệnh RSV thường liên quan đến trẻ sơ sinh và thiếu nhi, nhưng nó cũng có thể gây nguy hiểm cho người cao niên và có nguy cơ giết chết hàng chục ngàn người cao niên mỗi năm. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm đối với người lớn tuổi có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, như bệnh tim hoặc là phổi hoặc hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Thuốc Arexvy có thể sẽ có sẵn cho người cao niên ngay sau mùa thu năm nay, trong khi chờ khuyến nghị của Trung tâm CDC. Trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng trên gần 25.000 người lớn tuổi, kết quả được công bố trên tạp chí y học New England, thuốc chích ngừa của dược phẩm GSK có hiệu quả 83% cho việc ngăn ngừa bệnh đường hô hấp dưới RSV do siêu vi khuẩn gây ra. Kế đến là bản tin về trí tuệ nhân tạo AI có thể lấy đi hàng triệu việc làm. Máy điện toán là một phần của cuộc sống hàng ngày hiện nay và trí tuệ nhân tạo AI đang tiến bộ rất nhanh. Tuy nhiên, một bản báo cáo mới từ World Economic Forum, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho biết AI có thể đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực việc làm trong tương lai và được dự kiến là sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với thị trường việc làm toàn cầu. Theo bản báo cáo, 14 triệu việc làm sẽ biến mất trong 5 năm tới khi nhiều công ty áp dụng các công nghệ tân tiến như trí tuệ nhân tạo AI. Nhà phân tích Douglas Rushkoff tại American Media Theorist giải thích điều này có khả năng tiết kiệm thời gian và nguồn lực, nhưng nó cũng có thể dẫn đến tình trạng mất sự kết nối cá nhân và suy giảm phẩm chất của các loại tương tác giữa người với người. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng cho biết trong số 3 công việc phát triển nhanh nhất là chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI và chuyên gia về thảo chỉnh máy học, chuyên gia phát triển bền vững và nhà phân tích kinh doanh thông minh. Còn các công việc giảm nhanh nhất là vai trò thư ký, bao gồm nhân viên ngân hàng, thu ngân viên và nhân viên nhập dữ liệu. Thưa quý vị, đó là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của vài khán giả về những trò lừa đảo trong thời đại này, nhất là lừa đảo trong việc làm. Và sau đây là phần trả lời đại cương. Vấn đề tiền bạc, lừa đảo việc làm. Những kẻ lừa đảo đã đánh cắp gần 9 tỷ Mỹ Kim từ người tiêu dùng hồi năm ngoái. Đó là mức cao kỷ lục và đã tăng 30% so với mức của năm 2021, theo dữ liệu mới từ Federal Trade Commission, tức là Ủy ban Mậu dịch Liên bang, viết tắt là FTC. Trang web tài chính Kiplinger đã phân tích những trò lừa đảo phổ biến nhất và cách bảo vệ người tiêu dùng khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Những vụ lừa đảo phổ biến nhất là những vụ lừa đảo mạo danh. Đã có hơn 725.000 báo cáo về loại gian lận đó. Thứ hai là loại lừa đảo mua sắm trực tuyến. Tiếp theo là gian lận liên quan đến giải thưởng, rút thăm trúng thưởng và xổ số. Vậy thì làm thế nào quý vị có thể tự bảo vệ mình? Thứ nhất, hãy bắt đầu bằng cách không tin tưởng ID người gọi trên điện thoại của bạn, đặc biệt nếu đó là người đòi thông tin cá nhân. Bởi vì một đại diện ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân bằng cách gọi điện thoại. Thứ hai, khi mua sắm trực tuyến có rất nhiều dấu hiệu khả nghi cần chú ý. Hãy nghi ngờ các trang web mua sắm trực tuyến với giá thấp một cách bất thường hoặc là những nơi không có chính sách hoàn trả hàng hóa. Đặc biệt nếu bạn đang tìm việc làm thì hãy cẩn thận với những danh sách việc làm yêu cầu phải đóng tiền trước để được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc là mua dụng cụ. Và đừng bao giờ gửi tiền cho người mà bạn chỉ gặp trên trực tuyến. nhưng chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời vì có nguy cơ khá cao đó là một kẻ lừa đảo. Để biết thêm về cách bảo vệ bạn và tiền của bạn khỏi những kẻ lừa đảo, hãy xem toàn bộ câu chuyện tại kiplinger.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc Thanh Thảo tại tonythanhthaoatvietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.